Các bột bỉnh Thảo Vy xin hân hoan chào đón quý khách yêu dấu. Chúc quý khách một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Nhân dịp khai trương, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm. Từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, cứ mua là có quà, mua bất kỳ tặng quà ly kỳ. Hãy đến với sữa bột bỉnh Thảo Vy, thiên thần nhỏ bay vào tương lai. Tại địa chỉ Cổng chợ Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Sữa bột bỉnh Thảo Vy với uy tín lâu năm trong lòng người tiêu dùng Việt, chuyên tư vấn, cung cấp các sản phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chính hãng và các sản phẩm mẹ và bé dành cho mọi lứa tuổi. Từ sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bỉm, đồ dùng trẻ em cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn phục vụ quý khách hàng với sự chu đáo và nhiệt tình nhất, dành cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị, sự hài lòng và an tâm nhất. Hãy nhanh chân đến với sữa bột bỉm Thảo Vy của chúng tôi. Hãy cùng đến để cảm nhận, để trải nghiệm, để mua sắm và để dành về cho mình, cho cả gia đình thân yêu những phần quà vô cùng hấp dẫn, vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị. Những món quà chỉ có tại sữa bột bỉm Thảo Vy. Chúng tôi đang có sẵn, đang ngập tràn những món quà cho các cháu nhỏ thân thương, quà cho các mẹ bầu yêu dấu, quà cho các ông bố, bà mẹ tần tảo sớm hôm, quà cho các cụ già luôn sống vui, sống khỏe. Những món quà hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Sữa bột bỉm Thảo Vy, mua hàng nhỏ tặng quà to, mua hàng to tặng quà cực to. Hàng trăm món quà đã được tặng đi, còn hàng nghìn món quà đang chờ quý khách hàng đón nhận tại sữa bột bỉm Thảo Vy của chúng tôi. Hãy nhanh chân đến đây và nhanh tay lựa chọn. Sữa bột bỉm Thảo Vy, đồng hành cùng mẹ, vững bước cùng con. Chung tay phòng chống Covid, đề nghị quý khách thực hiện đeo khẩu trang và tuân thủ quy định 5K để bảo vệ mình và cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Sữa bột bỉm Thảo Vy xin hân hoan chào đón quý khách yêu dấu. Chúc quý khách một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Nhân dịp khai trương, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm. Từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, cứ mua là có quà, mua bất kỳ tặng quà ly kỳ. Hãy đến với sữa bột bỉm Thảo Vy, thiên thần nhỏ bay vào tương lai. Tại địa chỉ Cổng chợ Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Sữa bột bỉm Thảo Vy với uy tín lâu năm trong lòng người tiêu dùng Việt, chuyên tư vấn, cung cấp các sản phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chính hãng và các sản phẩm mẹ và bé dành cho mọi lứa tuổi. Từ sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bỉm, đồ dùng trẻ em cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn phục vụ quý khách hàng với sự chu đáo và nhiệt tình nhất, dành cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị, sự hài lòng và an tâm nhất. Hãy nhanh chân đến với sữa bột bỉm Thảo Vy của chúng tôi. Hãy cùng đến để cảm nhận, để trải nghiệm, để mua sắm và để dành về cho mình, cho cả gia đình thân yêu những phần quà vô cùng hấp dẫn, vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị. Những món quà chỉ có tại sữa bột bỉm Thảo Vy. Chúng tôi đang có sẵn, đang ngập tràn những món quà cho các cháu nhỏ thân thương, quà cho các mẹ bầu yêu dấu, quà cho các ông bố, bà mẹ tần tảo sớm hôm, quà cho các cụ già luôn sống vui, sống khỏe. Những món quà hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Sữa bột bỉm Thảo Vy, mua hàng nhỏ tặng quà to, mua hàng to tặng quà cực to. Hàng trăm món quà đã được tặng đi, còn hàng nghìn món quà đang chờ quý khách hàng đón nhận tại sữa bột bỉm Thảo Vy của chúng tôi. Hãy nhanh chân đến đây và nhanh tay lựa chọn. Sữa bột bỉm Thảo Vy, đồng hành cùng mẹ, vững bước cùng con. Chung tay phòng chống Covid, đề nghị quý khách thực hiện đeo khẩu trang và tuân thủ quy định 5K để bảo vệ mình và cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn.